Uh, xin chào tất cả mọi người thì ở video này thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta sử dụng cái xìn dạng nước dạng xịt để làm thế nào mà chúng ta có thể đạt được hiệu quả cao nhất thì trên tay em đây chính là một cái hộp xìn có dung tích là 5 ml và đây là một trong những cái hộp xìn mà nó khá là phổ biến ở trên thị trường thì đây là cái vỏ bên ngoài của hộp xìn nhá thì một hộp xìn mà chính hãng thì nó sẽ có tem nhãn hai đầu như thế này ạ đấy hai đầu đều được niêm phong rất là cẩn thận và trên cái hộp thì nó cũng có ghi xin là gì này thành phần này hạn sử dụng đấy cách bảo quản và cái mặt bên này nó chính là cái cách uh, hướng dẫn sử dụng cũng như là cái công dụng đấy thì ở video này thì em sẽ uh, đập hộp cái này và hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta sử dụng làm thế nào để chúng ta có thể đạt được hiệu quả cao nhất đây thì cái tem này mọi người nhé ta sẽ bóc cái tem này ra thì ở bên trong mỗi hộp xìn thì nó sẽ có một cái chai như này và đính kèm đó chính là một cái tờ hướng dẫn sử dụng đấy thì ở đây ghi rất là rõ luôn đấy về thành phần này công dụng này cách dùng này bước đầu là lắc đều lọ xịt sau đó là nhỏ hoặc là xịt lên đầu cậu nhỏ từ 3 đến 4 giọt nói chung là nó tùy từ mỗi người nhá như bản thân em ấy thì chỉ cần hai giọt thôi là mình đã thấy rất là mệt rồi Đấy, sau đấy là chúng ta bôi xung quanh và quy đầu và rãnh này. Massage nhẹ nhàng từ 1 đến 2 phút để giúp cho xịn thẩm thấu tốt hơn. Đấy, chúng ta tránh là không bôi vào cái phần lỗ tiểu nhá. Sau đấy thì chúng ta sẽ đợi từ 15 đến 2 phút. Khi mà chúng ta thấy có cái cảm giác nóng nóng tê tê thì chúng ta sẽ đi rửa sạch. Đấy, mà nếu như mà chúng ta có kèn sáo thì chúng ta nhớ là chúng ta phải rửa bằng xà phòng. Đấy, để cho nó sạch và nó không bị đáng miệng nhá. Còn lại thì bình thường thì chúng ta chỉ cần rửa nước lá thôi. Đây thì đây là cái lọ xịn mà có dung tích là 5 ml. Thì một lọ như này thì chúng ta có thể sử dụng được từ 30 đến 35 lần mọi người nhá. Đấy mọi người có thể nhìn thấy ạ, nó rất là đặc luôn. Đấy, mỗi lần thì chúng ta chỉ cần xịt từ 1 đến 2 nhát hoặc nếu mà muốn lâu hơn nữa thì chúng ta xịt từ 3 đến 4 nhát Đây, lọ này là 5 ml được đóng trong một cái chai thủy tinh rất là chắc chắn. Thì sau khi mà mỗi lần sử dụng thì chúng ta nhớ là chúng ta đóng cái nắp này cẩn thận nhé thì đây chính là cái nắp này. Đấy thì cái đây là cái tờ hướng dẫn sử dụng, chúng ta có thể là xem lại. Thì bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng nhá. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ lắc lắc đều cái chai này lên Đấy, sau đó là chúng ta sẽ xịt. Em ví dụ như đây là cậu bé nhá. Đây là cái phần rãnh này. Thì chúng ta sẽ xịt vào đây uh, 1 đến hai nhát. Đấy mọi người thấy không ạ? Đã làm xịt một nhát rồi nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ bôi xung quanh cái phần rãnh này này. Ok nhá. Chúng ta sẽ xoa đều xung quanh cái phần rãnh này bởi vì cái phần rãnh này là cái phần mà nó sẽ uh, hội tụ rất là nhiều những cái dây thần kinh cảm giác ở đây thì chúng ta có thể xoa lên trên một chút cũng được xuống dưới một chút cũng được nhưng mà tuyệt đối là chúng ta không có bôi lên cái phần này mọi người nhá chúng ta tránh là không bôi lên cái phần lỗ tiểu này bởi vì nó sẽ gây nóng và trên đấy là cái lớp da nó rất là mỏng đấy, và nó nếu mà chúng ta không mà chúng ta chỉ đến đấy thì chúng ta phải rửa ngay nhá không có là để là nó có thể nóng và nó có gây rát đấy. đấy thì chúng ta sẽ bôi xung quanh cái phần rãnh này đây, bôi xung quanh phân giải chúng ta có thể bôi lên trên một chút cũng được xuống dưới một chút cũng được sau đây chúng ta có thể lộn cái lớp da này lên sau đây là chúng ta sẽ ủ trong vòng từ 15 đến 20 phút đấy, có người thì chỉ cần cần 10 phút thôi là chúng ta đã cảm thấy nóng rất là nóng rồi thì lúc đấy thì chúng ta sẽ đi rửa sạch và chúng ta sẽ chờ thêm 20 phút nữa là chúng ta có thể chiến đấu được đây đây là em mới xịt một nhát thôi nhá thì chúng ta có thể xịt hai nhát đấy, chúng ta nhớ là lắc lên rồi bắt đầu chúng ta xịt Đấy, và chúng ta chỉ bôi xung quanh nhà thôi, bôi lên trên một chút cũng được, xuống dưới một chút cũng được, nhưng mà tránh cái việc là chúng ta bôi vào phần lỗ tiểu này. đấy thì đây là một trong những cái dạng xìn mà nó rất là tiện lợi. thì có hai loại là dạng xìn dạng bột và xìn dạng nước như thế này. thì đối với xìn dạng bột thì chúng ta cũng phải bỏ ra bàn tay hoặc bỏ ra cái gì đấy để chúng ta nhỏ nước vào, chúng ta mix cho nó tan nhưng mà với cái này thì chúng ta chỉ cần lắc đều lên thôi là chúng ta đã có thể sử dụng được rồi. bởi vì cái thành phần của nó rất là đậm đặc luôn. đấy mọi người có thể nhìn thấy không ạ Đấy nên là chúng ta chỉ cần dùng từ hai giọt đến 3 giọt thôi là chúng ta đã có thể chiến đấu rất là lâu rồi. Đấy thì uh, mọi người quan tâm đến cái sản phẩm xin này thì có thể là inbox trực tiếp cho em nhé. Qua Zalo 0982385687 thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cũng như là gửi hàng. Thì bên em sẽ ship hàng toàn quốc và nhận hàng thì các anh được kiểm tra. Đấy check tem nhãn hai đầu ok thì các anh mới phải thanh toán nên là các anh hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhé với sản phẩm bên em đã cung cấp thì nó phải là ưu tiên chất lượng hàng đầu Đây, anh chị em nào cần uh, tư vấn thêm thì có thể là inbox trực tiếp cho em nhé số điện thoại ở trên màn hình nhé một lọ này chúng ta sử dụng được rất là lâu nhá. một lọ 5 lít này chúng ta có thể dùng được từ uh, 30 đến 35 lần tính ra rất là rẻ luôn rất là phù hợp để anh em mình có thể là uh, đi chơi giao lưu bên ngoài hoặc là dùng ngay chính với lại bạn đời của mình giúp kéo dài cái thời gian yêu lên đấy, để gắn kết cái tình cảm hơn đấy thì sản phẩm này là nó hoàn toàn từ thiên nhiên nên là rất là an toàn nên là mọi người anh em yên tâm sử dụng nhé còn trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng thì có vấn đề gì thì có thể inbox thêm cho em để em hỗ trợ cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em nhé.